Đây là một nhà hát rất thần kỳ, sau khi thảm họa xảy ra chỉ còn lại rất ít thức ăn, nhưng những người đến đây có thể được thưởng thức những món ăn rất thịnh soạn. Sau khi ăn no, mọi người đều phải đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng để xem biểu diễn, nhưng đến khi đeo mặt nạ vào, từng người khách bắt đầu biến mất một cách kỳ bí. Ở một con hẻm, một người đàn ông khuôn mặt có chút kỳ dị đang tìm khách đến nhà hát, nữ chính cũng đã bị bữa ăn miễn phí thu hút. Cô đi đến gần hỏi người đàn ông, nhưng người chồng cảm thấy có điều khác thường, dù gì bây giờ bên ngoài đang rất hỗn loạn, nhưng nữ chính lại nói, bây giờ em chẳng còn gì để mất cả, vậy thì sợ cái gì chứ. Đến tối một nhà ba người đi đến nhà hát, chủ của nhà hát đón tiếp bọn họ vô cùng nhiệt tình, con gái nhìn thấy vậy nở một nụ cười rất tươi, nhìn thấy cảnh huy hoàng bên trong nhà hát, cùng với đó là khuôn mặt hạnh phúc của những vị khách đến đây, mọi thứ giống như được trở lại như trước kia, phục vụ bắt đầu bày thức ăn lên, cả nhà họ bắt đầu thưởng thức những món ngon trước mặt. Khuôn mặt không ngừng cười tươi, tất cả cứ giống như một giấc mơ. Sau khi ăn uống no say, người chủ nhà hát đứng trên sân khấu tuyên bố với tất cả vị khách rằng đây là một nhà hát hoàn toàn khác biệt. Biểu diễn không phải là trên sân khấu mà là tại từng căn phòng trên tầng. Mọi người có thể theo như sở thích của bản thân mình để xem biểu diễn, đồng thời nhấn mạnh tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ là diễn. Cảm thấy khá là thú vị. Không những thế, nhà hát còn cẩn thận chuẩn bị cho mỗi người một chiếc mặt nạ để phân biệt giữa diễn viên và khách hàng. Biểu diễn bắt đầu từ hai người cãi nhau, đoàn người bắt đầu đi theo diễn viên lên tầng. Lúc đi qua nhà bếp, nhìn thấy trong phòng làm một lượng lớn thịt, trên bàn chất đầy đều là rau củ tươi mới, làm cho mọi người không cưỡng lại được mà say sưa nhìn. Mỗi căn phòng trên tầng đều được tỉ mỉ sắp xếp ra một buổi biểu diễn. Trên đường đi có vẻ khá thuận lợi, nhưng đi mãi, đột nhiên có một người hoảng hốt từ trên lầu chạy xuống. Người chồng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng chỉ nghĩ là một buổi biểu diễn nên cũng không quan tâm. Không lâu sau, đột nhiên dãy cầu thang yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi người đều đã đi đâu? Hai vợ chồng đang nói chuyện, con gái cũng từ dãy cầu thang biến mất một cách thần kỳ. Hai vợ chồng chạy điên cuồng về cuối hành lang, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, còn con gái thì hoàn toàn mất tung tích. Trên đường tìm kiếm đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi cùng bàn ăn lúc nãy, người nhà của cô ta cũng biến mất một cách dị thường, mọi chuyện trở nên ngày càng kỳ quái. Ba người quyết định cùng nhau đi tìm. Người phụ nữ trong lúc tìm kiếm đã nghe thấy tiếng hét ở phía đối diện, cùng lúc đó cô ta cũng biến mất. Nữ chính nhìn bức tranh treo trên tường cảm thấy có chút bất thường, cô tiến lên phía trước quan sát một cách tỉ mỉ. Ánh mắt trong bức tranh đột nhiên nhấp nháy, làm cho cô sợ đến mức ngã xuống đất. Bàn tay vô tình chạm phải khuyên tai của con gái, điều này chứng minh rằng lúc nãy con gái đã ở đây. Nhưng bọn họ lại một lần nữa gặp được một người đang hỏi đường. Anh ta yêu cầu hai người lấy mặt nạ ra, có điều mặt nạ của cả hai người sớm đã bị mất. Người đàn ông nghe xong liền sợ hãi bỏ chạy. Hai vợ chồng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Tiếp đó, hai người phát hiện thêm đồ chơi và quần áo của con gái, đi thẳng về phía trước. Bên trong chất đầy đống quần áo, nhìn qua có vẻ như là quần áo của những người đã mất tích. Trong đống quần áo bỗng nhiên gặp được chồng của cô gái cùng bàn, đó là La. Bọn họ cùng đi với nhau để tìm người nhà, đột nhiên phát hiện hóa ra chủ của nhà hát đang ở trong căn phòng. Ông ta bắt đầu nói ra những điều rất kỳ lạ với nhân viên, còn phía khác là một đoàn người mặc đồ trắng, không nói không rằng mà chỉ đem đống quần áo kia đi. Nữ chính nhìn thấy một người mặc áo trắng đi qua bức tường, sau khi chuyển bức tranh đi thì bọn họ hoàn toàn biến mất. Bọn họ nhẹ nhàng đi ngay phía sau những người áo trắng kia, đến được tầng hầm của nhà hát, một cái bếp chất đầy quần áo đang được đốt. Chính tại lúc này, một tên nhân viên đột nhiên xông đến để uy hiếp người chồng. La nhìn thấy tình hình không ổn nên đã một mình trốn mất. Người chồng cố gắng phản kháng để vợ trốn khỏi nơi nguy hiểm. Nữ chính đi theo thang máy đến được nhà bếp, đột nhiên phát hiện tất cả mọi đồ ăn trong nhà bếp đều là giả. Không chỉ có vậy, nữ chính còn nhận ra người phụ nữ vừa biến mất là đồng bọn của ông chủ nhà hát. Hóa ra những người khách cùng bọn họ đến đây không ít người là tay sai của ông ta. Bọn họ đang chuẩn bị một màn biểu diễn. Nữ chính đi theo người phụ nữ kia, phát hiện bí mật đằng sau của bức tranh. Phía sau đó chính là một đường hầm tối tăm và phức tạp. Bọn họ ở trong đường hầm có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của quan khách. Nữ chính đã tìm được đường đến nhà bếp thực sự. Hơn nữa thức ăn ở đây chính là thịt của những khách hàng biến mất. Bọn họ biểu diễn như vậy mục đích là để phân tán người, sau đó lần lượt ra tay. Nữ chính vô cùng khiếp sợ, chưa kịp chạy trốn thì bị La bắt được. Cuối cùng chủ nhà hát xuất hiện, ông ta mời nữ chính cùng gia nhập và biểu diễn tại rạp hát. Bởi vì nữ chính từng là một diễn viên chuyên nghiệp, nếu như có sự gia nhập của cô thì khả năng thành công sẽ rất cao. Nữ chính không hề do dự mà từ chối ông ta. Cô vô cùng kiên định, nhất quyết không cùng mấy người kia hợp tác. Không ngờ, người chồng lúc này đã gia nhập vào chỗ bọn họ, thậm chí còn khuyên nữ chính cùng tham gia. Nhưng cô vô cùng kiên quyết, nhìn thấy vợ mình sắp sửa bị giết, người chồng đã đổi ý, nhân cơ hội đã dùng con dao để giết chết La để có thể thả nữ chính ra. Trong lúc hỗn loạn, người chồng đánh nhau với La và bị hắn đâm cho
cho một nhát chí mạng, nữ chính điên cuồng đánh lại, cuối cùng đã xô La xuống hầm và chết, báo thù cho chồng. Cùng lúc đó, màn biểu diễn thứ hai đang được bắt đầu, nữ chính quyết định phải phá hủy nơi kinh hoàng này. Cô đeo mặt nạ và trà trộn vào nhóm người, sau đó bắt lấy một tên mặc đồ trắng và đem đến một căn phòng tối không có người. Nhưng không may rằng, nữ chính đã bị một tên phục vụ phát hiện, hai bọn họ giằng co nhau. Tình thế cấp bách, nữ chính đã nhanh trí nhặt chiếc mặt nạ dưới đất lên, sau đó đã đeo lên cho tên phục vụ. Nữ chính đem hết sự thật của nhà hát để nói ra cho tất cả mọi người cùng biết, nhưng không có ai tin cô, còn nghĩ rằng đây chỉ là một phần của buổi biểu diễn. Xung quanh bắt đầu phát ra tiếng thầm thì, xem ra nữ chính đã thua ông chủ rạp hát. Hắn ta cười lên vô cùng đắc ý, còn nữ chính trước đây từng là diễn viên, cô hiểu được cách phân biệt quan khách, vì vậy cô đã sử dụng tài năng diễn xuất của mình để thu hút sự chú ý của khán giả, trở thành nữ chính của buổi biểu diễn này. Rạp hát lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt, chủ rạp hát nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc này, nhưng nhiều khán giả như vậy, ông ta không thể ngăn cản được. Dưới sự dẫn đầu của nữ chính, tất cả quan khách cùng đi với nhau đến đường hầm. Khi biết được toàn bộ chân tướng, mọi người vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ không biết được nguyên nhân sâu xa mà chỉ vì muốn giữ mạng nên mới quyết định gia nhập. Sau đó, đúng như dự đoán, tất cả mọi việc này đều là do chủ nhà hát gây ra. Hắn ta bị một diễn viên đâm vào bụng, nữ chính đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của con gái, cứ nghĩ chỉ là hoang tưởng, con gái từ từ tiến lại gần, hoàn toàn không hề biến mất. Nữ chính mừng rỡ ôm con gái vào lòng, cảm nhận được niềm vui sướng khi tìm lại con. Bọn họ ra khỏi rạp hát, cảnh vật bên ngoài bị bao phủ bởi lớp sương dày, thi thể nằm ngổn ngang dưới đất. Quay đầu nhìn thấy rạp hát vẫn chiếu sáng rực rỡ, giống như chiếc cảng tránh gió duy nhất của thế giới. Trong hoàn cảnh không có đủ cơm ăn, liệu có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng? Phía sau của màn kịch này đang thử thách tính kiên nhẫn của mỗi người, nhưng đây cũng là một thử thách vô cùng khó khăn. Nếu như không có màn kịch này, vậy thì số phận của những người sống chỉ biết hưởng thụ. Thank you.